chào chị Mơ Ngọc nè, không thấy chữ nữa. Chào ông ấy. Chào chị Mơ Ngọc nha. Mình chia sẻ cho hai mối hội nhóm. Chứ chào hội nhóm đến nhóm nhà thấy ai là chồng đó. Chào Hiểu Đỏ nha. Thấy ai là chồng đó. Đang xem đó nhỏ nó đang xem đó chứ nói gì được, có lên sản phẩm mà qua rồi lên sản phẩm mà nói đi. Nó lên sản phẩm nha. Đây một cái đầm công chúa nè, có ren ở dưới đó nè, ren ở dưới là dài qua tối luôn nha, hai lớp không có sợ hở đâu nha, này đi chơi hay đi ba rồi là dễ thương cực kỳ luôn nha. Chỉ có sáu, chỉ có 59k thôi, đêm nay chỉ có 59k thôi. Áp dụng như chia sẻ like nha mấy chị, chia sẻ cho hai cô hội nhóm với học trang cá nhân nha chị. Em ghi bài cái cho em xíu nha. Hàn Quốc nha.
lấp lánh luôn nha. Hàng xóm nha. Cái mạc con này đủ nha chị. Mấy bạn cứ chia sẻ like nhiều nhiều vô. Cuối like em xem ai chia sẻ like nhiều nhất em sẽ tặng thêm một cái son dưỡng môi nữa nha. Một cái son dưỡng môi với một cái áo kiểu bất kỳ nha. Hàng mới nha. Đây, làm nè, làm xòe nè. Hai bóp nè. Làm chưa? Bạn ở đây có rút eo là rút eo là đó nè. Mặc lên là thấy eo là tôn dáng lên cực kỳ luôn nha. Làm cái gì thấy không? Đó. Dễ thương cực kỳ luôn nha. Siêu phẩm nha. Hàng Quảng Châu nha. Ai thích đen comment cho em chữ đen nha. Mua ba bi lắc hả? À, chị mua ba bi lắc. Còn chị mua ba bi lắc nha. Hai tất cả các bạn nha. Bà nói ở những người chơi hết mình lên mấy anh bảo chơi là ra phải làm. Tôi đó thì bà nói vậy như là lạ đi. Rồi, các bạn cho mình số điện thoại đầy đủ nha bạn. Rồi dùng Dũng Ghi Ghi. Bạn Dũng Ghi Ghi nha. Bạn Dũng Ghi Ghi nha. Bạn Dũng Ghi Ghi nha. Hôm nay là toàn là siêu phẩm không nha. Các bạn có thích zoom không? Các bạn có thích zoom dài không? Lên với bạn một cái zoom dài nha. Nãy giờ lên đầm công chúa ha. Giờ mình lên với bạn một cái zoom dài nha. Hàng Quảng Châu nha. Đây. Cái đầm nè. Đầm này là đầm Tiểu Thư nha. Đây là đầm với đầm Thu Đông nha. Đầm là bao ấm luôn nha. Mình dễ thương cực kỳ. Ta dài nha. Đây, ta dài đây. Vừa riêng mà vừa lưới nữa nha. Mặt rất là ấm luôn. Đi chơi là bao sang, bao tiểu thư luôn nè. Dài tới cuối gối luôn nha. Ai thích dung thì mình dung nha. Các bạn muốn xem gì comment đi, mình cho các bạn xem nha. Đây, cái dung dài đó đây, siêu phẩm ở đây. Đây rẻ nè, nhưng mà không có hở đâu, tại mình mặc lên, nếu mà mình mặc lên là mình thấy nó rất cân đối lắm, nhìn thấy nó tôn dáng lắm, dài như dài tới cùng gối nha. Kèm theo cái dây cột eo nữa nha, cái này kèm theo cái dây cột eo nè, đẹp lắm, có túi nữa, có túi để mình tiện lắm này, có túi nữa nha, à đây có túi nữa nè, để mình mở điện thoại cái gì cũng ok hết nha. Ai thích hoa thì mình hoa nha. Mình xem đây là mình sẽ tặng cho các bạn một cái đầm thiết kế Hàng Quảng Châu nha. Đây, áo khoác đây. Áo khoác Quảng Châu nha. Tay dài nha. Áo bút ba bì nha. Đây, tay dài nha. 2-3D nha, chỉ có 59k thôi nha. Áp dụng chia sẻ like nha. Đẹp cực kỳ luôn nha. Kiểu mới bây giờ ấy nha. Ai thích comment chữ hoa nha. Phát hoa nha. Để chị comment cho em cái điện thoại đầy đủ nha chị. Ở đây 20 người xem là em sẽ tặng cho một cái đầm Quảng Châu nha. Đây một cái đầm len nè, len tay dài nè, thấy không? Đẹp ghê chưa? Hai. Cái gì chia sẻ nhiều nhiều lên giúp em nha. Cứ 20 người xem là em sẽ tặng cho các chị một cái đầm Quảng Châu.
Ba mẫu nha. Cái đầm thung nè. Em rất lộn. Cái đầm dung ri. Đầm dung ri tay dài nha mấy chị. Đây, dài nha, đen nha. Đây, thấy không? Đẹp vô cùng luôn nha, tay dài nha. Vì dễ thương vậy thì thật sự nha. Đi chơi hay uống cà phê thì cũng ok nha. Dạ, thấy mấy chị ạ. Chào vua Kim Tiến nha. Cho bạn Hương kiếm tiền nha. Đây cái dung đen nha. Đồng giá 59k nha bạn. Áp dụng chia sẻ like nha. Các bạn chỉ cần chia sẻ 2 cho mọi nhóm với 1 trang cá nhân là các bạn sẽ được mua đồng giá 59k nha. Đây cái này là cái dung đen nha. Ở dưới dung cái dưới dưới này nó còn có chút tuyến. Chút tuyến, chút tuyến, chút tuyến, chút tuyến. Nhìn cái trưa nắng hay đi ban ngày nhìn siêu đẹp luôn nha, siêu sang luôn nha. Ai thích comment cho bằng chữ đó lưng đen nha. Các bạn chọn rồi thì coi cho mình xin địa chỉ với số điện thoại mình mới chốt được nha. Các bạn cứ mua hàng đi, cứ 3 sản phẩm trở lên là mình sẽ tặng cho bạn son dưỡng thon. Là son dưỡng thon thì là son không có hàng quốc nha. Còn ai mà chia sẻ like nhiều nhất á là xong like là em sẽ tặng cho chị đó một cái son dưỡng thon đặc biệt nữa. Đây, siêu phẩm ở đây làm công chúa nha. Thằng sao ta. Làm công chúa nha. Đây, mình bận lên mới thấy chỗ này nó chéo qua chéo lại nè. Bận lên nó chéo qua chéo lại nè. Ren nha, đây là công chúa đó. Cầm ren nha. Cái này 2 lớp nha bạn. Đồng giá 59k đó. Đó là hàng Quảng Châu hết nha. Mấy bạn cứ yên tâm. Mình đánh đây mình bao tất cả cho mấy bạn luôn. Đây. Dễ thương vô cùng luôn nè. Ai thích chữ, ai thích cái đầm xanh này thì comment mình chữ xanh nha. Các bạn comment, các bạn kèm cho mình có điện thoại với địa chỉ nha. Mình để mình dễ chốt hàng nha. Các bạn lên 10 người xem đi, mình sẽ tặng cho mấy bạn một cái son dưỡng môi nha. Các bạn chia sẻ like nhiều vô, ai mà chia sẻ like nhiều á là nay mình tặng lớn luôn, tặng một cái son dưỡng môi đặc biệt của bạn thiết kế nha. Nó hút rồi không? Rồi hút. Là điểm nhân hậu. Đây,